Hôm nay anh em tôi đang lang thang thì lại gặp một cái bãi cỏ rau dại này, thì vừa đưa lên mũi ngửi thử thì chuẩn vị rau má Việt Nam luôn. Đây, mùi thơm mát đây, mọi người nhìn nhá. Đây, rau má này. Thử đúng cậy. Rau má rồi. Thử cậy cả một gốc lên cho mọi người xem này. Cái rau này ăn được nhá. Đây. Em đi đường bọn em lấy củ rau má này về trồng. Này. Đó. Rau má này ăn rất là tốt, giải nhiệt vào mùa hè. Chắc là tí nữa trên đường về tôi sẽ tạt qua đây làm một nắm. Đây máy xay xì tô đây. Phay ra nhỉ. Phay ra.